Mình xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách nấu chè cho nước sao cho mềm dẻo vừa ăn nha. Và mình mời các bạn vào bếp nha và làm nha. Mình có là 150 g đậu xanh cà vỏ và 300 g bột nếp. Giờ đậu xanh mình đem đi ngâm nha. Rồi mình ngâm xong mình để vô sửng mình hấp. Và mình hấp mềm, mình bóp mình thấy là nó mềm vậy là được rồi đó. Rồi mình đem đi cà nhuyễn ra nha. Vậy là được rồi đó. Giờ mình đem đi đi xào. Và bỏ vô 1 muỗng cà phê dầu ăn. Một tép hành. Để vô mình khử cho thơm nha. Nước cốt dừa mình để vô 3 muỗng canh. Một muỗng cà phê đường. Nửa muỗng cà phê muối. Mình xào lên cho đến khi mà nó mềm dẻo là được nha, chứ không có được ướt. Rồi vậy là được rồi đó. Giờ lấy ra để nguội mình vò nhân. Nhân của mình là mình cân là 18 gram. Bây giờ mình làm da nha. Mình có 100 g bột nếp, mình để vô là 80 g nước nước sôi á, nước nóng mà cho nó sôi lên á. Vậy á thì bột của mình nó không có bị chảy nha. Còn nếu mà mình làm mà bột nguội, nước nguội là để vô bột nó sẽ bị chảy á. Mình làm 3 màu. Màu trắng và màu lá dứa và màu củ dền. Mỗi một màu là 100 g bột. Có nghĩa là 100 g bột là mình làm 80 g nước. Nếu mình để màu lá dứa vô á, thì mình giảm lượng nước lại, mình cân sao mà tổng chất lỏng của mình cho 100 g bột là 80 g nước là vừa. Và vậy đó, mình đã để bột nghỉ khoảng 15 phút nha. Và mình căng da là 30 gram.
mình để nhân vô và mình bóp sát bột vô nhân để cho khi mà mình luộc nó không có bị xì nha. Nếu mà nó bị bọng ở trong là khi mình luộc là nó bị xì cái viên chè của mình á. Lúc này mình đừng có vò kỹ quá, mình vò sơ thôi, lát mình khi mình bỏ vô mình luộc mình sẽ vò kỹ cho tròn lại. Và mình làm tới màu xanh và tiếp tục làm cho hết bột của mình nha. Rồi mình bắt cái nồi nước đường lên mà để vô 1 lít nước. Ba vá đường cát. Này mình làm theo khẩu vị nha, nếu mà các bạn muốn ăn ngọt thì mình có thể để thêm đường nha. Mình nêm sao cho nó vừa miệng của mình là được. Và để gừng vô mình bắt lên bếp mình nấu sôi lên rồi mình nấu thêm khoảng 10 phút nữa nha, để xíu muối vô. Rồi một cái nồi nước lạnh mình bắt lên mình nấu cho sôi lên và mình vo chè mình để vô. Mình đợi đến khi viên chè của mình nó nổi lên đó là nó chín nha, rồi mình vớt ra mình để vô nồi nước đường. Vậy là được rồi đó, mình vớt ra để vô nồi nước đường.
Nồi nước đường của mình đó là lúc này là mình để lửa nhỏ thôi nha, cho nó đủ nóng thôi. Nhà mình để chảy vô mình cũng được ba màu chảy. Rồi, giờ này là mình đã vớt chè qua nồi hết rồi, mình nấu thêm khoảng 5 phút để cho viên chè của mình nó thấm nước đường nha.
giờ của mình đã xong rồi. Các bạn thấy làm theo cách của mình thấy có đơn giản không nè? Rồi mình cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nha. Và chúc các bạn làm thành công. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.